Thì hiện giờ bà ấy đang sống ở đâu? Chị, làm tao gì ấy? Tao Vương đây. Ở dưới này tao lạnh lắm. Mày giết tao để chiếm quyền có đúng không? Mày đang làm nhảm cái gì đấy? Thằng Đạt nó đốt vàng mã cho tao. Nó bảo là đừng báo mộng cho mày. Mày tìm hiểu đi. Thằng điên. Mày đâu? Điên này. Tao giỏi thì mày ra đây xem nào. Mày là thằng giết tao. Tao chết thảm lắm. Mày đừng giả ma giả quỷ nữa. Mày đang ở đâu? Đùa chút thôi. Thằng Cường, nó nói loáng thoáng với tao rồi. Lâu ngày mày nhớ hồi thần Vương nó mới lao đầu ở lô đề bóng bánh cổ phiếu không hả?